Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 108 luyện tập trang 120 sách giáo khoa môn toán lớp 4. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa môn toán lớp 4 thầy đã quay chúng ta đầy đủ. Và ở bài tập tập 1, tập 2 chúng ta cũng đã có. Trên kênh đã có các đề kiểm tra giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2 và cuối học kỳ 2 của lớp 4 đã xong nhé. Và nếu em nào đã học xong được chương trình lớp 4 rồi thì chúng ta có thể xem chương trình lớp 5 thì thầy cũng đã quay xong. Rồi, và bây giờ thì mời các em mở sách giáo khoa trang 120 ra. Đấy, bài của ta nè. Bài số 1 nè, yêu cầu mình là so sánh hai cái phân số. Đấy, như vậy thì trong cái bài 107 là chúng ta đã học so sánh hai cái phân số là gì? Cùng mẫu, đúng không? Và so sánh phân số với gì? Với số 1, đúng không? Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm câu nào. Câu A này. Phân số thứ nhất là 3/5 nè. 3/5 nè. Và mấy? 1/5 nè. Đấy, vậy thì nhìn vào đây. Nhìn vào đây chúng ta thấy là gì? Đây là hai phân số có cùng mẫu, mẫu số. Hai phân số có cùng mẫu số thì phân số nào có tử lớn hơn thì sẽ lớn hơn. Phân số nào có tử nhỏ hơn thì nó sẽ nhỏ gì? Nhỏ hơn, đúng không? Và tử số và mẫu số nếu bằng nhau thì chúng sẽ gì? Bằng nhau, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta chỉ cần so mỗi gì? 3 với lại 1, vậy thì 3 lớn hơn 1. Do đó phân số 3/5 sẽ lớn hơn 1/5. Được chưa? Đấy. Tiếp theo nè. Câu B nhé. 9/10 và 11/10. Đấy. Câu B nè. Chúng ta có hai phân số nè. 9/10 nè. Với lại 11/10. Vậy thì nhìn vào đây chúng ta cũng thấy đây là hai phân số có gì? Có cùng mẫu số. Vậy thì phân số nào có tử lớn hơn thì nó sẽ lớn gì? Lớn hơn. Vậy thì 9 với lại 11 thì rõ ràng 11 nó sẽ lớn hơn gì? Hơn 9, đúng không? Sau đó 9/10 sẽ nhỏ hơn 11/10. Được chưa? Rồi, ta sang câu C nè. 13/17 và 15/17 nhá. C. 13/17 nè. Các em nhớ dùng thước ta kẻ nhá. Và phân số 15/10, 17. Vậy thì đây là hai phân số cũng có cùng gì? Mẫu. 15 với lại 13 thì rõ ràng 15 lớn hơn 13, do đó 13/17 sẽ nhỏ gì? Nhỏ hơn. Được chưa? Rồi, câu D. 25/19. 25/10, 19 và 22/19. Đó, vậy thì chúng ta cũng áp dụng như vậy thôi. Thì ai sẽ lớn hơn? 25 sẽ lớn hơn 22. Được chưa? Rồi. Đấy, như vậy đến đây chúng ta đã thực hiện xong được gì? Cái bài số 1 này. Giờ chúng ta sẽ sang bài số 2 này. So sánh các phân số sau với 1. Đấy. Giờ chúng ta sẽ so sánh tất cả những cái phân số này với 1. Vậy thì các em nhớ cách mà chúng ta so sánh phân số với gì? Với 1 rồi nha. Phân số với 1. Phân số mà có tử số lớn hơn mẫu thì nó sẽ lớn hơn 1. Và nếu mà tử số nhỏ hơn mẫu số thì nó sẽ làm sao? Nhỏ hơn 1. Đấy, các em phải nhớ được cái công thức này nha. Và nếu tử số mà bằng với mẫu số thì phân số đó sẽ bằng gì? Bằng số 1. Được chưa? Rồi, chúng ta có phân số đầu tiên. 1/4 nè. Vậy thì 1/4 nè. Tử số là 1, mẫu số là 4. Vậy thì tử mà nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn mẫu thì phân số này sẽ nhỏ hơn gì? Hơn số 1. Được chưa? Rồi. 3/7 nè.
phân số tiếp theo nhé. 3 trên 7 này. Chúng ta thấy 3 trên 7, 3 là tử, 7 là mẫu. Vậy thì 3 nhỏ hơn 7, do đó đây cũng lại là một phân số nhỏ hơn rồi. Nhỏ hơn 1. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. 9 trên 5 này. 9 trên 5 này. Vậy các em nhìn vào đây, chúng ta thấy sao? 9 là tử, 5 là mẫu. Vậy thì tử này lớn hơn mẫu, do đó phân số này sẽ lớn hơn số gì? Số 1. Được chưa? Rồi, tiếp theo, 7 trên 3. 7 trên 3 này. 7 là tử, 3 là mẫu. Vậy thì 7 lớn hơn 3, do đó phân số này sẽ lớn hơn 1. Được chưa? Tiếp theo là 14 trên 10, 15. Đó, các em cũng làm thôi. Vậy thì 14 nhỏ hơn 15, do đó phân số này sẽ nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 1. Rồi, phân số tiếp theo. 16 trên 10, 16. Vậy thì phân số này có tử 16, mẫu là 16. Tử bằng với mẫu thì nó sẽ là bằng với 1. Được chưa? Và cuối cùng là 14 trên 11. Đấy, phân số cuối cùng thì viết đây. 14 trên 11 nè. 14 là tử, 11 là mẫu. Vậy thì 14 lớn hơn 11 nên phân số này sẽ lớn hơn gì? Lớn hơn 1 thôi. Được chưa? Được chưa các em? Rồi, đấy, như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 2 rất là nhanh chóng đúng không? Rồi, chúng ta sẽ cùng đến bài số 3 này. Thì yêu cầu này, viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. Đấy, chúng ta có 4 câu. Nhớ là chúng ta viết phải từ gì? Từ bé này đến lớn này. Đấy, nhớ cái điều này nhé. Bài số 3 này, ta sẽ có câu A này. Câu A người ta cho mình nhỉ? Là mấy? 1 trên 5, 4 trên 5, 3 trên 5. Đấy, vậy thì chúng ta thấy điều gì đây? Muốn xác định được ở đây thì chúng ta thấy cả ba cái phân số này người ta cho đều là những phân số làm sao? Đều là những cái phân số làm sao? Có cùng mẫu gì? Mẫu số. Vậy thì chúng ta áp dụng phân số có cùng mẫu số thì phân số nào có tử số lớn hơn thì nó sẽ làm sao? Lớn hơn, đúng không? Đấy. Mà chúng ta chỉ cần so sánh các gì? Các cái tử này thôi. Vì nè. Vì gì? Một nè. Một là tử có phân số 1 phần 5. Sẽ nhỏ hơn số mấy đây? 3 này. Và lại nhỏ hơn mấy nữa? Nhỏ hơn 4. Đúng không? Nên chúng ta có điều gì? Nên chúng ta sẽ có này. 1 trên 5 này. Sẽ nhỏ hơn 3 trên gì? Trên 5. Và lại nhỏ hơn mấy? 4 trên 5. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ kết luận được ngay thôi. Vậy cái gì em? Các phân số. Vậy thì các phân số theo thứ tự từ gì? Từ bé đến lớn sẽ là đó, sẽ là gì các em? 1 trên 5 nè. Sau đó đến gì? 3 trên 5. Và cuối cùng là 4 trên gì? Trên 5. Đấy. Như vậy thì cái câu A thì làm như vậy. Và câu B, câu C, câu D, các em có thể dừng video, các em tự làm. Sau đó là so sánh đối chiếu kết quả với kết quả của thầy. Được chưa? Rồi, câu B nè. Chúng ta thấy nè, 6, 8, 5, đúng không? Vậy thầy không viết lại đề bài nha. Chúng ta cũng lập luận thôi, chỉ so sánh gì? Tử thôi. Vì 5 nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 6. Lại nhỏ hơn mấy nữa đây? Nhỏ hơn 8. Nên chúng ta cũng sẽ có điều gì? 5 trên 7 nè. Sẽ nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 6 trên 7. Và nhỏ hơn gì? 8 trên 7. Được chưa? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ kết luận. Vậy
Vậy thì các phân số, các phân số theo thứ tự, các cái phân số này theo thứ tự từ bé đến đến lớn sẽ là bao nhiêu các em? 5 trên 7 này, 6 trên 7 và 8 trên 7. Được chưa? Xong nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến câu C này. Cũng giống như câu A và câu B thôi, chúng ta cũng thấy ba phân số này lại cùng gì? Cùng mẫu, chúng ta cũng lập luận này. Vì cũng lập luận giống như vậy thôi. Vì 5 nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 7, lại nhỏ hơn 9, đúng không? Nên chúng ta cũng sẽ có, nên ta có 5 trên 9 này, nhỏ hơn 7 trên 9, đúng không? Và nhỏ hơn mấy? 8 trên 9 nha các em. Đây số 8 nha. Đó, nhỏ hơn 8 trên 9, đúng không? Đó, và chúng ta cũng sẽ lại lập luận. Vậy, vậy các phân số, các phân số theo thứ tự, theo thứ tự từ bé đến gì? Đến lớn sẽ là, đó, chỗ thành ra 10 nhá, nên là nó hơi ổn các em. 5 trên 9 này, 7 trên 9, rồi mấy? 8 trên 9, được chưa? Rồi, câu D này. Chúng ta cũng có ba phân số này đều chung gì? Chung mẫu là 11. Thì các em cũng sẽ lập luận thôi. Vì nè, chỗ nhà thầy đang mưa rất là to nghe các em. Nhà thầy cố gắng làm cho xong cái clip. Rồi, vì 10 nè, nhỏ hơn 12, nhỏ hơn 16, nên chúng ta cũng sẽ có nè, mẫu 11 đúng không? 10 trên 11 nè sẽ nhỏ hơn 12 trên 11 và nhỏ hơn 16 trên 11. Được chưa? Và chúng ta sẽ kết luận nhá. Vậy, vậy thì các phân số theo thứ tự, theo cái thứ tự từ bé đến gì? Đến lớn sẽ là, em viết vào thôi, 10 trên 11, 12 trên 11 và 16 trên 11. Được chưa? Đấy, như vậy thì đến đây thầy và các em đã thực hiện xong nhá. Rồi, tạm biệt các em. Bởi vì sao? Mưa rất là to nha. Trời mưa to quá nha. Nên là không có nói các em không có nghe được. Bye bye. Bye bye.